Rồi quý vị tiếp theo bonsai 320 nha quý vị Hôm nay là tôi bán cái gì cũng giảm giá hết cho quý vị chơi luôn nha Cái này là cái cây sâm hương Indo nha quý vị Đài Loan thì lá nó nó dài còn này lá nó tròn nha quý vị Rồi cây này hôm nay bán cho quý vị 300 luôn nha Không bán 350 luôn, bên này bán 300 luôn Cậy nó đi Có mấy cây bán hết cho rồi Cho quý vị về văn nghệ chơi mùa dịch nha quý vị nhiều anh không có đi làm được không có việc làm rồi bán giá giảm giá cho mấy anh về mấy anh chơi tập chơi đi mấy cái này về vô nhau uống rất là ngon rồi uống éo một thời gian nữa, có một cây chơi nhau rồi 300 k xuống luôn đi 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 bữa nay vui vui bán rẻ cho mấy anh chơi Đó. mặt này mặt sau nha nãy mặt trước cái này mặt sau sao sau rất là đẹp nha quý vị rồi à, kết thúc luôn xuống luôn đi